Hello, xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của tụi mình là Gia Phú, người quay của chúng ta những hình ảnh đẹp mắt hấp dẫn là mèo. Thì mình đang đi trong hẻm xem có cái món gì lạ lạ không. Thì trong hẻm không có gì á, ngoài ra chỉ có trên tường là có cho dai tiền trả góp tùm lum tà la. Nhưng mà mình không có nhu cầu. Rồi, thật ra thì dở một tí xíu thôi, chứ cái món ngày hôm nay bọn mình đã kiếm ra được rồi. Địa chỉ bọn mình đang đứng là 380 đường Thống Nhất, quận Gò Vấp. Đây. Để đi được đến đây thì các bạn cứ đi đường Quang Trung, gặp Thống Nhất quẹo vô thôi. Nằm ở ngay khúc giữa đường Thống Nhất. Thì món ngày hôm nay muốn giới thiệu cả nhà đó là món cơm trái kho quẹt Cần Thơ. Thì không biết là cơm trái kho quẹt Cần Thơ thì nó có khác gì so với những cơm trái kho quẹt mà chúng ta thường ăn không. Thì để mình sẽ qua mình tìm hiểu thử xem nó có cái gì đó khác biệt nha cả nhà. Thì cái địa điểm này như là mình theo mình biết là như được bị dời mấy lần rồi đó, cho nên cái địa điểm này coi như mình cũng cập nhật mới cho bạn nào ở Gò Vấp các bạn biết. Rồi, trước khi xem tiếp, cả nhà nhớ like, share cũng như là ấn nhìn nút subscribe để ủng hộ PM Food Travel của Phú và Mèo phát triển hơn nữa nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Bây giờ xin mời cả nhà chúng ta qua tìm hiểu. Đó là bản cơm trái cũng như là có giá cả nhà, nhưng mà mình chưa hiểu lắm, mình sẽ qua tìm hiểu. Đang có một anh và một bạn đang bán. Dạ em chào anh. Dạ. Tụi em làm về ẩm thực ở trên YouTube. Hôm nay ghé đây để em giới thiệu địa điểm bán cơm trái quẹt cho cả nhà biết. Anh tên gì ạ? Dạ tên Đen. Đen. Dạ. Dạ. Anh bán ở đây là lâu chưa anh? Lâu rồi. Hình như là lúc trước là mình ở bán anh bán trên đúng không? Dạ dạ. Mình bán từ mấy giờ vậy anh Đen? Dạ, 4 giờ rưỡi giòn. 4 giờ rưỡi là giòn. Có bùng bột giờ. Cái này là anh đang là mình làm ốp cơm. Ốp cơm. Dạ. Mình làm trước vậy đó hả anh? Dạ. Ai tới là mình đưa ra thôi. Dạ. Dạ. Ở đây thấy là có trà bông. Dạ. Mỡ hành. Nãy có thịt bằm nữa anh. Dạ. Dạ. Cũng lạ quá ha. Bình thường mình ăn thì như là chỉ có cơm trái thôi, chấm với rau củ kho quẹt thôi. Ở đây là có trà bông nữa, mỡ hành nữa. Một phần như vậy là mình anh bán bao nhiêu? Phần trà bông, mỡ hành vậy là 35 ngàn. Cái phần rau đó là 45 ngàn đầy đủ. À là đầy đủ. Dạ. Cơm trái kho quẹt không là 25. Cơm trái kho quẹt không là chỉ có 25 ngàn. Phần đầy đủ là 45 ngàn. Thì chắc là nhờ anh làm cho em một phần đầy đủ đi. Dạ. Để em quay. Rau của mình là bao gồm là rau gì anh? Dạ bầu, đậu bắp, bắp cải, đậu que. Bầu. Thơm quá. À, bây giờ là cái này là công đoạn gì anh? Cạo rau. Cạo một lớp. Xong rồi tới một cái khác thì mình lại dùng cái phần gạo này mình làm tiếp một cái dạ. Khác. Rồi. Đó, rửa nước dừa kìa. Đứng về mình mới thấy đủ được công đoạn. Rồi bây giờ ảnh là tươi nó đều xuống, chảy đều. Vậy là một người tới mua thì chắc là khoảng 10 phút cơ bánh. 7-5 phút. Thơm mùi cốt dừa rồi. Anh nhà thấy món này sao? Công phu lắm chứ bộ. Tuy là một món ăn dân dã ngày xưa ở dưới miền Tây. Chà bông. Chà bông này mình làm từ heo hả anh? Hay sao? Gà. Gà. Bà con mới làm. Rồi chắc là bây giờ mình sẽ lấy cái bàn mình ngồi để coi, hy vọng là luộc cái cảnh luộc nữa, mình kiếm cái cảnh luộc để cho cả nhà coi cái cảnh luộc rau củ. Giờ để nó khô mình mới bỏ lên đúng không anh? Mình làm sẵn gì đó, có ai mua là làm. À, thì em lấy một cái tập cẩm á, em lấy một cái đầy đủ á. Bây giờ em ngồi em ăn em quay.
Đây, đây là chỗ để mà luộc rau. Chỗ, làm tại chỗ. Còn một cái khâu quạt nữa. Bắt lên bếp nữa nó sôi. Khâu quạt là đã được nấu sẵn cái nhà rồi. Cái đó là cái gì? À, hành phi. Hành phi với cuốn. Cuốn. Vậy là chúng ta đang có một phần cơm trái kho quạt rất là hấp dẫn, một phần thập cẩm 45.000, sẽ có là rau củ, và ở phần trong của bánh sẽ là có chà bông và thịt bằm mỡ hành. Nếu các bạn lấy một phần không có cái gì hết, chỉ là rau và cơm trái không, lẽ sẽ là 25.000. rồi, chà, nhìn rất là hấp dẫn không cả nhà. Đây là một coi như là một món ăn dân dã của miền Tây, nhưng mà không biết từ lúc nào nó đã trở thành một món ăn gọi là thích, một ưa thích của người Sài Gòn. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ ăn cái gì trước nha, chúng ta sẽ thử cái nước này trước đi. Đây thì trong cái thành phần kho quạt này chúng ta sẽ thấy là có ruốc, có hành phi. Đây ruốc, con ruốc và hành phi. Nước cái nó sẽ hơi lỏng một tí xíu, chưa tới mức gọi là sệt. Tép mỡ rất là bự nha. Bây giờ mình sẽ thử không trước. Khá là đậm đà, có ruốc nữa, có gì mà ngọt ngọt mặn mặn của ruốc. Nhưng mà nói gọi mình nếm không thì thấy nó hơi mặn một tí xíu của vị nước tương. Bây giờ mình chấm rau đi. Ở đây sẽ có là salad bầu và đậu. Nãy mình có hỏi là có cà rốt nữa nhưng mà tùy bữa. Chấm vô ăn sẽ đỡ hơn, ăn không nãy hơi mặn. Mình không có đành nấu ăn nên các bạn bỏ qua nha. Mình nghĩ thì chắc có nước tương trong đây. Bây giờ chúng ta sẽ thử cái phần cơm trái nha. Mình mở ra cho cả nhà xem cái hình. Thôi mình xé nãy để quay, giờ nhìn giống như con rùa. Cho cái phần bún lăng thử cho bông đi. Cho bông này là cho bông gà nha, không có mặn, đưa vị. À, lớp cơm trái rất là vàng đều, có mùi thơm của nước cốt dừa. Bây giờ mình sẽ xé một miếng mình chấm. Dạ, rất là nhiều. Chà, chấm nhiều vậy lát chắc hết quá. Không biết cả nhà có nghe được cái tiếng giòn hay không, trước khi mình nhai nó rất là giòn. Nghe hơi mỏi miệng. À, nhờ có cái phần nước dừa cho nên cái vị thơm thơm béo béo của nước dừa nó làm cho cái này nó ăn khá là hấp dẫn. Mà cái phần vỏ này á, nó không có bị khô cứng, ăn rất là giòn. Ở cái nhân ở trong nó vẫn còn một chút xíu dẻo dẻo của cơm á, vẫn có một cái độ dẻo. Đây nè, nó bề mặt ở đây nè. Thì mình chấm thêm một miếng nữa nha. Có cơm tép mỡ đi.
Có mỡ rất là giòn, thơm, bùi mà cái khẩu quẹt này mình vẫn chưa đánh giá xuất sắc lắm, nó sẽ hơi mặn tí xíu so với bình. Nhiều quá, rất là dẻo nha, không có bị khô cứng luôn. Làm miếng rau nha, khô quẹt nếu mà đúng điệu nữa chắc là phải kẹo hơn nữa ha. Ok, tức là bây giờ bé cả nhà Phú thử cái phần này nha. Nè, mình đang gắn cái máy trên kia để mình quay, để nãy giờ. Đó là bá đạo. A few moments later. Hey, như vậy là thời lượng clip cuối cùng cũng là đến kết thúc rồi. Nói nhảm. Cái gì? Nói sai rồi ba. Thì thời lượng clip đến là chuẩn bị sắp kết thúc rồi. Nói gì đâu sai ông nội. À, như vậy là ngày hôm nay Phú và Mèo giới thiệu một địa điểm, một cái món ăn dân dã của miền Tây nhưng rất được người Sài Gòn yêu thích, đó là món cơm cháy khô quẹt chấm với rau củ. Trong cái phần cơm cháy này nó sẽ có kèm có trà bông và thịt heo bằm nữa. Thì nếu bạn nào không thích ăn cái đó, các bạn có thể không lấy cái phần đó thì sẽ tính cái tiền giá khác. Nếu mà thêm cái đó sẽ tính 10.000. Còn một phần bình thường chỉ là cơm cháy và khô quẹt và rau củ không là 25.000. Đó, một phần thập cẩm đầy đủ là 45.000 nha cả nhà. Rồi giờ mở cửa của quán cơm cháy khô quẹt Cần Thơ, địa chỉ là 380 Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, là khoảng 4 giờ rưỡi là mở cửa. Thì hương vị ở đây á, nói với mình hồi nãy á, mình thì các bạn có thể thấy thì cái khô quẹt nó sẽ không có kẹo như nhiều chỗ các bạn thường ăn, thì nó sẽ hơi lỏng một tí xíu. Và mình có sai sâu tí xíu là hồi nãy mình là nước mắm mà mình nói lộ là mình nói là nước tương. Mình không có rành cái món khô quẹt này khi mà nấu. Mình xin lỗi cả nhà. Thì trong cái phần khô quẹt á, sẽ có tép mỡ, ruốc, hành phi. Ăn riêng thì sẽ nó hơi mặn mặn một chút xíu, nhưng mà thực ra khi mà mình lấy mình chấm á thì nó sẽ rất là vừa, nó không còn bị mặn nữa. Thì mình nghĩ là với những bạn nào mà gọi là tín đồ mà về rồi hơi mặn một chút xíu á, thì nó sẽ khá là hợp vị các bạn. Không á, mình ăn mình cảm thấy cũng rất là vừa vị, rất là ok. Mình có thể mình ngồi ăn tại chỗ hoặc là chúng ta có thể mua mang về. Nếu mà các bạn không có mua những cái rau củ thì mình mua về mình tự luộc rau củ nhà mình ăn thêm cũng được. Phần cơm cháy rất là giòn giỏ, rất là mỏng nha, nó không có bị khô cứng. Ăn nó sẽ có một chút nếp ở trong, nó cái gạo ở trong nó sẽ dẻo dẻo nữa, tạo cảm giác không có ngán như cả nhà. Cái mùi nước cốt dừa được đảo đều á, rất là thơm, rất là béo. Rồi, hy vọng là cả nhà sẽ thích món ăn ngày hôm nay. Địa chỉ thông tin với cả ngoài dưới clip bọn mình sẽ điền nữa với phần mô tả cũng như là fanpage Facebook Phú và Mèo để các bạn có thể liên hệ. Tụi mình mới thành lập một cái group là PM Food Table và bạn, thì các bạn có thể vào đó để đăng những nơi món ăn ngon ở trong Sài Gòn để cho cả nhà cùng thưởng thức. Và những cái địa điểm xa xa hơn thì các bạn cũng đăng chia sẻ vui vui cũng được. Thì nếu mà có dịp bọn mình đi đến những nơi đó, bọn mình sẽ kiếm thử biết đâu bọn mình sẽ quay cho cả nhà. Rồi, còn bây giờ thì cả nhà nhớ like, share cũng như là ấn nút subscribe để ủng hộ PM Food Travel của tụi mình phát triển hơn nữa nha cả nhà. Nhớ nhấn cái chuông nha. Luôn nhớ một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những clip kế tiếp.